Sau khi nghe rất nhiều lời giới thiệu tái lăn ngon nhất Hà Nội, riêng tái lăn thì không đâu qua được đây. Không ngại khó, tôi dậy từ 5 giờ rưỡi sáng đi cho đỡ tắc đường. Từ Lăng Bác tìm về tới tận Trương Định để trải nghiệm, và sau đây là một vài cảm nhận của bản thân về địa điểm này. Cháu đi từ Lăng Bác lên đây đấy. Chỉ vì bát phở tái lăn được mệnh danh là ngon nhất Hà Nội đấy. Ấn tượng đầu tiên khi đến quán là mùi tỏi phi thơm nức nở. Âu thịt tái nhìn rất tươi. Tôi gọi một bát tái lăn bình thường giá 40.000. Lượng thịt trong bát khá nhiều, thịt được thái bản to và hội tụ đủ các yếu tố chẳng hạn như dày, mềm, tươi, ngọt. Kỹ thuật xào lăn tốt nên giữ được miếng thịt xém bên ngoài mà bên trong vẫn tái hồng. Họ xào thì 2 đến 3 bát một lần, thịt từ chảo là vào thẳng bát luôn chứ không xào sẵn. Phần tỏi phi thì có phần hơi quá cháy, có những miếng tỏi cháy đen nên ăn có cảm giác hơi nhặng đắng. Quán dùng mỡ lợn để xào thịt nên có độ thơm ngậy rất đặc trưng, nhưng mà cũng vì thế mà nước dùng khá mỡ màng. Ai mà sợ dầu mỡ thì nên cân nhắc trước khi thử. Ở đây thì quán dùng bánh phở sợi to, tuy mềm, nhiều và ăn sẽ no hơn. Nhưng với khẩu vị của tôi thì ăn cảm giác bị bứ và không quyện vị nước lắm. Nước dùng không có độ ngọt sâu của xương thịt, vì quán chỉ bán tái lăn và tái thường, không ninh thịt nạm gầu nên điều này thì cũng là dễ hiểu. Nhưng mà ăn lại cảm giác bị dư đường, mùi thơm của hành nướng, gừng nướng tương đối đậm và dậy mùi. Phục vụ thì nhanh nhẹn, cô chủ thân thiện, quán hết hàng rất sớm và cũng có lượng khách đông sẵn. Với tất cả những cảm nhận trên, chung quy lại tôi thấy không hợp khẩu vị của mình. Thịt tái lăn thì ngon, nhưng mà nước dùng và bánh phở thì không hợp. Tuy thấy nhiều người khen và giới thiệu, cũng mang trong mình một tâm trạng hí hửng đi ăn nhưng mà hơi bâng khuâng khi ra về. Mặc dù vậy thì tôi vẫn khuyến khích mọi người nên tự đến để trải nghiệm để biết có hợp hay không. Hợp thì tốt, có thêm quán ăn, còn không hợp thì có thêm trải nghiệm và được biết đó biết đây. Hoan hỉ nhá. Mình mà xào nó cháy như này có phải bị đắng không cô? Mày ăn đây này, đây này. Cô bảo là đen này ăn không đặc á? Đắng ngon. Hơi nhầm nhầm, bảo không đắng thì cũng đúng.